Một trong những thông tin đáng lưu ý đó là một cuộc khảo sát của Nga liên quan tới việc là người dân đánh giá thế nào và khi được hỏi về các quốc gia, ba quốc gia mà họ coi là những quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Trong năm 1200, 2002, tức là thời bấy giờ ông Putin mới lên cầm quyền, thì 43 người dân Nga cho rằng nước vĩ đại nhất thế giới chính là nước Nga. À chính là nước Mỹ 62%. 43% thì cho rằng nước Nga vĩ đại và 19% cho là Trung Quốc. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái nước khác. Nhưng mà chúng ta để ý tới cái ba nước đầu thước đúng không ạ? Đến năm 2016, tức là sau khi ông Putin cầm quyền 15 năm, rõ ràng chúng ta thấy có những nước Nga không chỉ có những bước tiến bước thay đổi mà có thể nói là cái bước nhảy vĩ đại của cái dân tộc của họ đúng không ạ? Nếu chúng ta nhìn vào những cái chỉ số mà Putin đem lại cho đất nước Nga là nó đã tăng từ 43 lên tới 64% và tất nhiên là vượt qua mức 48 và 46% khi được người Nga được hỏi cho rằng là nước nào là nước vĩ đại nhất thế giới. Đấy, có nghĩa rằng đầu tiên là Nga, sau đó là Trung Quốc và thứ ba là Mỹ đảo chiều, có nghĩa trước đây thì là Mỹ, Nga, Trung còn bây giờ thì đã thay đổi, có thể nói đổi vị trí cho nhau. Đấy, quý vị có thể nhìn này, 43 bây giờ trở thành 46 ở đây, đổi vị trí, còn 62 đổi 64. 64. À, chúng ta đi qua thông số để chúng ta nói lên những thông số này nó có cái tị, có nó, nó có cái giá trị hơn nghìn lời nói, đúng không ạ? Đến năm 2023, tức là bây giờ thì con số đấy nó đã tăng lên tiếp theo một cách rất nhanh, lên tới 80% về phía Nga, 63% về Trung Quốc và chỉ còn 30% ở Mỹ mà thôi như vậy thì chúng qua cái biểu đồ như này thì đầu tiên chúng ta chỉ nghĩ nó là một cái biểu đồ nó rất là bình thường đúng không ạ nhưng mà nó nói lên rất nhiều điều nếu chỉ nói về nước nga không thì chúng ta đã thấy một điểm là gì vào những năm 2000 cứ cho là 2000 đi có nghĩa rằng lúc bấy giờ nước nga vừa thoát ra đúng không ạ thậm chí là chưa thoát ra lúc bấy giờ còn đang trong mớ vòng vòng những năm đầu tiên của ông putin thì cũng chưa làm được quá nhiều việc tôi nhớ như vậy và rõ ràng là người nga từ những chính sách của thời liên xô sụp đổ và của những đời tổng thống ensin và những đời thủ tướng trước thì rõ ràng là họ có một cái tư tưởng bài đúng không ạ chính cái đất nước của mình tức là gì nhỉ kiểu như tự nhục cái đúng không đấy và họ đi họ thờ cái giá trị của phương tây có nghĩa là thờ giá trị mỹ mình cứ gọi từ như thế để cho nó nó, nó dễ hiểu nhé quý vị nhé còn không có ý chỉ trích hay là là phỉ báng gì nhưng rõ ràng thời điểm đó chúng ta thấy với việc À, liên quan đến Ensin xích gần tới phương Tây, đúng không ạ? Kể cả thời ông Gorbachev cũng như thế. Thì cái thông số như này nó cũng không có gì ngạc nhiên. Rõ ràng là chính nước Nga, nhưng mà họ đã coi nước Mỹ là nước vĩ đại nhất thế giới và coi họ chỉ là nước thứ hai mà thôi. Và tất nhiên là họ cũng coi thường cái giá trị của Trung Quốc. Thế nhưng mà sau 15 năm cái thời của ông Putin thì nó đã tăng lên 64% và đổi ngược cái vị trí lại đối với lại Mỹ đúng không ạ là 46% còn Trung Quốc nó đã tăng tới hơn gấp đôi đấy và như vậy rõ ràng chúng ta thấy là gì à, 15 năm cầm quyền của ông Putin không chỉ là ông ấy làm cho cái đất nước Nga xã hội Nga thay đổi à, nhảy vọt nhưng có một cái điều để mà có ý kiến của người dân như này ấy, thì nó nói lên một cái điều là ông Putin đã mang lại cho người Nga một cái sự tôn trọng đối với đất nước của chính họ đúng không ạ? Khôi phục lại cái niềm tự hào hay tôi nói đúng hơn là cái tự trọng của quốc gia nó đã được khôi phục. đấy là cái cực kỳ quan trọng. Và đồng thời chúng ta cũng thấy là Trung Quốc đúng không ạ? Thì thời điểm đó là bắt đầu có những cái thay vì là 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 cái chỉ số thấp như trước đây bởi vì cái tư tưởng thân Nga thân phương Tây của xã hội Nga bây giờ thì họ đã xa dần cái tư tưởng phương Tây và quay về cái tư tưởng phương Đông cho nên là cái quan điểm của họ với Trung Quốc đã tăng lên một cách đáng kể Đấy, có thể nói là không phải đáng kể mà tăng nhiều nhất và tất nhiên là cái quan điểm của họ đối với người Mỹ càng ngày càng thấp đi và sau khi cuộc chiến này diễn ra chúng ta thấy là người Nga đã tăng tới 80% cho chính đất nước của họ tức là gần như nó làm cái chỉ số nó uh, cao nhất rồi, đúng không ạ? Đất nước Nga coi chính đất nước của mình là đất nước vĩ đại nhất thế giới. Coi người Trung Quốc là vĩ đại thứ hai và người Mỹ chỉ còn ở 30%, rõ ràng là không còn vĩ đại ở thứ ba nữa. 30% này nó phải tụt xuống sau rất nhiều nước đấy. Thế thì nó càng củng cố một cái vấn đề là gì? Có nghĩa rằng trong lòng nước Nga, người Nga người ta càng ngày càng tự hào về đất nước của họ hơn. Đúng không quý vị? Bởi vì đây là cái câu hỏi là uh, à đất nước nào đất nước vĩ đại nhất mà chứ không phải là giàu có đúng không ạ, không phải là mạnh nhưng mà vĩ đại nhất thì có nghĩa rằng họ tự tôn dân tộc của họ đạt tới một cái mức gọi là gần như đỉnh điểm quý vị 80% có nghĩa là cực kỳ cao. Và tất nhiên họ cũng ý thức được về cái quan hệ với Trung Quốc đúng không ạ, xích lại gần nhau của Nga. Và tất nhiên họ cũng nghĩ họ cũng thấy rõ ràng cái giá trị của xã hội Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta thấy cái giá trị này mới là giá trị đáng nói đúng không ạ? Giá trị là người Nga bây giờ đã dần dần quay lưng hoàn toàn lại với cái giá trị của phương Tây mà đại biểu của nó chính là cái xã hội của Mỹ khi mà chỉ có 30% cho rằng nước Mỹ là cái đất nước vĩ đại nhất mà thôi, đúng không? Hôm nào chúng ta thử tiến hành một cái cuộc như này ở Việt Nam xem nó như nào quý vị nhé, để chúng ta biết được là người dân Việt Nam nghĩ gì về những nước mà mình không liên quan. Mà đây chính là ba nước cũng là ba nước chân kiềng ấy đúng không ạ? Đấy, có khi là ngày mai chúng tôi tiến hành cái cuộc khảo sát này trên kênh của mình trước xem như nào. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói với quý vị ạ, như vừa rồi đấy, nó rất quan trọng. Nó nói lên một cái điểm là gì? Có nghĩa rằng là người dân Nga đang ủng hộ chính phủ của ông Putin để làm mọi thứ mà người ta đang họ đang làm. Đúng không ạ? Và thứ hai nữa, họ ủng hộ cả chính sách của ông Tập Cận Bình và thứ ba nữa là họ phản đối và quay lưng lại với giá trị của phương Tây. Và nếu như người dân mà người ta ủng hộ như này mà, thì không có cái gì ngăn cản được người Nga. Tôi nghĩ rằng là như vậy quý vị ạ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể thấy những cái chỉ số khác. Như Ấn Độ thì bây giờ từ 5% nó đã lên tới 14%. Chắc là đợt này mua bán dầu nhiều quá. Từ Nhật Bản ngày xưa khá thân thiện và khá vĩ đại. Trong mắt người Nga bây giờ chỉ còn 9% thôi. Có nghĩa là xuống mức quá thảm hại rồi. Đúng không ạ? Càng ngày càng giảm. Anh cũng như vậy, từ 27% chỉ còn 9%. Đức 32%, Nhật Bản, Đức đều là quốc gia khá vĩ đại trong mắt người Nga trong những năm trước đây Bây giờ chỉ còn lại dưới 10% thôi Và Pháp trước thì đã thảm hại rồi, bây giờ chỉ còn có 3% Vậy, có nghĩa rằng là ngày trước thì năm 2000 ấy, người Nga rất là xính phương Tây, đúng không ạ? Họ xính không chỉ Mỹ mà xính Nhật, xính Đức, xính Anh, xính, xính phương Tây nói chung Nhưng mà đến bây giờ thì hoàn toàn họ quay lưng lại với những giá trị của phương Tây cho thấy là không những người ta ủng hộ chính phủ của họ mà nó có một cái xu thế quay lại giá trị phương tây và quay lại giá trị phương tây thì nó cũng có một cái dấu dấu hiệu là người nga càng ngày càng xích dần tới cái tư tưởng chủ nghĩa dân tộc đúng không ạ chủ nghĩa dân tộc có nghĩa rằng họ yêu nước hơn đấy, và cái đấy là cái cũng là một cái đáng mừng nhưng mà không khéo nó cũng trở thành một cái đáng lo nếu như mà nó dân tộc cực đoan đúng không ạ nhưng bây giờ thì chúng ta chưa thấy cái dấu hiệu chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở nga người Nga vẫn rất là bình tĩnh và sáng suốt nhưng mà những dấu hiệu mà cho thấy họ yêu nước và ngưỡng mộ chính đất nước của mình như này là một cái điểm rất khó để cho phương Tây có thể thay đổi được đấy và nếu mà chúng ta hỏi là ở Ukraine có làm gì để thay đổi cuộc chiến không họ phải làm cái giá trị nó đảo ngược thì mới thay đổi cuộc chiến nhưng mà bây giờ thì càng ngày nó càng lên rồi những điều mà ông Putin ông ông Zelensky và phương Tây làm ấy nếu như mà chọn những cái chính sách khác đúng không ạ thì rất có khả năng bây giờ những cái 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 này nó quay ngược lại ngày xưa đấy nhưng mà họ không hiểu người nga chính cái việc là họ cứ đi suối bảy người nga là quay lưng lại với nguồn gốc quay lưng lại với chính phủ quay lưng lại với tổ tiên và văn hóa giá trị uh, truyền thống thì chính điều đó đã khiến cho người nga người ta càng xa rời với lại những cái lời khuyên những cái lời suối bảy như vậy Vâng, một cái biểu đồ nó rất đơn giản thôi nhưng nó nói lên rất nhiều những ý nghĩa đằng sau đó.